Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2024 đến năm 2029. Bình Mỹ ngày 16 tháng 11 năm 2024. Trưởng ban công tác
công tác mặt trận tổ dân phố và chung. Đại biểu nào nhất trí cử hai ông bà có tên trên tham gia đoàn của mình đại hội xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn các vị. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy 100% đại biểu đã nhất trí bầu hai ông bà có tên trên tham gia đoàn của mình đại hội. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Kính thưa các vị đại biểu về dự đại hội, để giúp đại hội ghi chép những nội dung diễn biến và dự thảo nghị quyết đại hội, ban tổ chức dự kiến số lượng và nhân sự đoàn thư ký đại hội cụ thể như sau. Số lượng đoàn thư ký đại hội là 2 người. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí với số lượng đoàn thư ký là 2 người, xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy 100% đại biểu đã nhất trí với số lượng đoàn thư ký đại hội là 2 người. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Về danh sách đoàn thư ký dự kiến gồm một là đảng viên ủy viên ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn Bóng Người, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thị trấn. Hai, ông Nguyễn Hữu Quyết, đảng viên chủ tịch hội nông dân. Đại biểu nào nhất trí cử 2 người có tên trên tham gia đoàn thư ký đại hội xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn các vị. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy 100% đại biểu đã nhất trí cử 2 vị tham gia đoàn thư ký. Đề nghị đại hội nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây ban tổ chức đại hội xin trân trọng kính mời đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội, đoàn thư ký lên làm nhiệm vụ. Mặc trang phục theo tôn giáo, điều 3 quy định đối với đại biểu trong thời gian đại hội làm việc, đại biểu dự đại hội tập trung trí tuệ tiếp thu quán triệt nội dung đại hội và tuân thủ sự điều hành của đoàn chủ tịch. Đại biểu không phải hiện diện, không đi lại tự do, không hút thuốc trong hội trường. Để điều phạt ở chế độ thức, đại biểu chính thức được tham gia biểu quyết. Khi phát biểu ý kiến, đại biểu đã ký kết nội dung với đoàn chủ tịch. Điều 4 quy định về quản lý tư trang cá nhân, tài liệu an toàn trong thời gian dự đại hội. Đại biểu có trách nhiệm tự quản lý tư trang cá nhân, tránh nhầm lẫn bất cát. Đại biểu không được mang vũ khí, dễ cháy, chất nổ, chất độc hại và không được diễn ra đại hội. Điều 5 quy định đối với trưởng đoàn đại hội. Trưởng đoàn đại biểu quản lý đại biểu dự đại hội, chấp hành nghiêm nội quy đại hội, báo cáo phối hợp đoàn đại biểu về dự đại hội và tham dự đại hội đầy đủ nội dung chương trình. Điều 6 quy định chế độ của đại biểu. Điều 7 quy định đối với cán bộ nhân viên phục vụ đại hội. Điều 8 tổ chức thực hiện đại biểu về dự đại hội thực hiện nghiêm túc các quy định nêu trên. Kính thưa các vị đại biểu dự đại hội, trên đây là nội dung chương trình và nội quy đại hội. Đoàn chủ tịch xin ý kiến các vị đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn các vị. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy 100% các vị đại biểu dự đại hội đã nhất trí với nội dung chương trình và nội quy đại hội. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Liên thay mặt đoàn chủ tịch lên trình bày báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn Định Mỹ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2024-2029. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin báo cáo tổng hợp chất lượng đại biểu dự đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn Định Mỹ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2024-2029 như sau. Thực hiện sự chỉ đạo của thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Bình Đồng, được sự thống nhất của thường trực đảng ủy thị trấn Bình Mỹ, ban thường trực mặt trận tổ quốc thị trấn Bình Mỹ tổ chức đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2024-2029 với tổng số 99 đại biểu đại diện các tổ chức thành viên, các ban công tác mặt trận, các tổ chức tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu trong toàn thị trấn. Trong đó đại biểu đương nhiệm ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn khóa 10 là 39 đại biểu. Đại biểu được bầu tại các ban công tác mặt trận khu dân cư là 35 đại biểu. Đại biểu được chỉ định là 6 đại biểu. Đại biểu là đảng viên 62 đại biểu. Đại biểu chưa phải đảng viên 37 đại biểu. Về tuổi đời, đại biểu từ 3 tuổi trở xuống là 1 đại biểu. Đại biểu từ 31 tuổi đến 40 tuổi là 3 đại biểu. Đại biểu từ 40 tuổi đến 50 tuổi là 12 đại biểu. Đại biểu từ 50 tuổi đến 60 tuổi là 21 đại biểu. Đại biểu từ 60 tuổi trở lên là 62 đại biểu. Đại biểu trẻ tuổi nhất là 28 tuổi. Đại biểu cao
80 tuổi về trình độ lý luận chính trị, 17 đại biểu có trình độ trung cấp, 28 đại biểu có trình độ sơ cấp. Về trình độ chuyên môn, thạc sĩ có 1 đại biểu, tỷ lệ 1,1%, đại học 16 đại biểu, tỷ lệ 16,1%, cao đẳng 8 đại biểu, tỷ lệ 8,8%, trung cấp 29 đại biểu, tỷ lệ 29,2%, sơ cấp 27 đại biểu, tỷ lệ 27,2%, đại biểu là nữ 40 đại biểu, tỷ lệ 40,4%. Về cơ cấu đại biểu, cán bộ chức trách công tác đảng 1 đại biểu, cán bộ chức trách mặt trận 1 đại biểu đại diện các tổ chức thành viên là 13 đại biểu đại diện các cơ quan, ban, ngành, các cá nhân tiêu biểu là 33 đại biểu là thành viên các mặt trận cơ sở là 47 đại biểu đại diện cho ban công giáo trên địa bàn là 2 đại biểu đại diện cho Phật giáo trên địa bàn là 2 đại biểu. Kính thưa đại hội, trong quá trình chuẩn bị đại hội, sau khi xem xét biên bản quyền phương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11 của ban công tác mặt trận cơ sở, ban thẩm tra các đại biểu nhận thấy các bước quy trình đều đảm bảo đúng nguyên tắc cơ cấu thành phần số lượng theo quyết định phân bổ của ban thường trực mặt trận tổ quốc thị trấn Bình Mỹ. Các đại biểu đều đủ điều kiện dự đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2021-2029. Kính thưa đại hội, được sự phân công của đoàn chủ tịch, tôi vừa trình bày trước đại hội báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2021-2029. Xin ý kiến đại hội, đại biểu nào nhất trí với báo cáo tình hình cử đại biểu dự đại hội nêu trên, xin cho biểu quyết. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, đại hội nhất trí 100% nội dung báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu dự đại hội nhiệm kỳ 2021-2029. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa các vị đại biểu, để tiếp theo chương trình tặng hoa chúc mừng đại hội, rất vinh dự cho đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc thị trấn Bình Mỹ hôm nay được đón các vị đại biểu về dự và chúc mừng tặng hoa đại hội. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hồng Thanh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Bình Lục lên tặng hoa chúc mừng đại hội. Xin trân trọng kính mời ông. Vinh
quang thay mặt trận tổ quốc ta, giữ lá cờ đảng sóng gió vượt qua, trùng trùng lớp lớp sông pha, toàn dân một khối hát chung bài ca, muốn con tim hướng về anh Thái Dương, giao lương kính thương một mái nhà chung, người người cùng xa tư vai nhau, nghe tin vững bước tiến theo lời ban, đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công, giảng dạy non nước tiên dầu, mặt trận ta mãi sắc hoa tươi hồng. Mặt trận ta mãi sắc hoa tươi hồng. Alo. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu đã về chúc mừng và tặng hoa đại hội. Trong quá trình tổ chức tiếp đón có điều gì sơ suất thì ban tổ chức đại hội xin được các vị đồng thứ. Chúc cho mọi công việc của đại hội chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Chính thức thì để nhân dân đảm bảo trang trọng, đoàn chủ tịch chúng tôi xin thống nhất là khi đoàn đại biểu của huyện và khách và anh cửa thì xin trân trọng kính mời các vị đại biểu chúng ta đứng dậy thì tôi sẽ hô như điện chào mừng thì các đồng chí sẽ vỗ tay đi dậy vào xong thì chúng ta bắt đầu trọng tờ. Xin trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu chúng ta đứng dậy. Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu về dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2024-2029. Đảng bộ và nhân dân thị trấn đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực
kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024. Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn phấn khởi trước những thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Phong trào xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được triển khai, thực hiện và đạt kết quả tích cực, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 của Đảng và các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn. Thực hiện điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, kế hoạch số 139 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Huyện ủy, kế hoạch hướng dẫn số 12 ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Lục về hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Thường trực Đảng ủy thị trấn Bình Mỹ, hôm nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ long trọng tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn khóa 11 nhiệm kỳ 2024-2029, đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân. Rất vinh dự cho đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ hôm nay được đón tiếp các vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu khách quý đại dự và chỉ đạo đại hội. Thay mặt Ban Chủ tịch đại hội, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng bà Trần Thị Phương Quý, Huyện ủy viên, Phó trưởng ban dân vận Huyện ủy, đề nghị đại hội xin chân mừng. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó trưởng ban tổ chức Huyện ủy, ông Lê Anh Tuấn, Phó trưởng ban dân vận Huyện ủy, bà Trương Thị Hiếu, Phó trưởng ban tuyên giáo ủy, đề nghị đại hội xin chân mừng. Trân trọng giới thiệu các ông bà là chuyên viên các ban sự đảng của huyện, chuyên viên của Ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Lục, đề nghị đại hội nhân dân chào mừng. Về phía đại biểu, cách trân trọng giới thiệu ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Hương huyện Bình Lục tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Hương xã Phước Bản. Về đại biểu thị trấn, trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trung Tuấn, Bí thư Đảng ủy, ông Phạm Quốc Tuấn, Huyện ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Bình Mỹ, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu ông bà trong thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo của nhân dân, các ông bà trong ban chấp hành Đảng ủy, ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, các ông bà trưởng ban ngành đoàn thể, hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc các hợp tác xã, các ông bà là bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố, các ông bà chức sắc tôn giáo đã về dự và chúc mừng đại hội, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu các ông bà đại diện của doanh nghiệp đã về dự và có hoa chúc mừng đại hội, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Về dự đại hội, trân trọng giới thiệu Hội đồng Hương thành phố Hồ Chí Minh do điều kiện công việc, các chí không về dự được, chúng ta có lãng hoa tươi thắm chúc mừng đại hội, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Xin được nhiệt liệt chào mừng 99 đại biểu chính thức đại diện cho khối đoàn kết toàn dân thị trấn Bình Mỹ đã về dự đại hội, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Xin chào mừng các chí phóng viên báo tài của huyện thị trấn đã về dự và đưa tin đại hội. Kính thưa đại hội, sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu đại hội thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, của chính quyền và nhân dân với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ. Đây là một động viên to lớn đảm bảo các sự thành công của đại hội. Một lần nữa, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11 còn có nhiệm vụ thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và dự thảo chính trị
trình đại hội đại biểu Quốc hội Tổ quốc Việt Nam lần thứ 29 và ý kiến sửa đổi bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện hiến chương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029, hiến chương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ 29 thông qua nghị quyết đại hội. Đây là những nội dung quan trọng và trách nhiệm của đại biểu dự đại hội phải tập trung để thực hiện. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2024-2029 là đại hội của đoàn kết toàn dân, góp phần tạo nên chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thị trấn, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, xây dựng thị trấn Bình Mỹ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thay mặt đoàn thị đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2024-2029. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Đặng Thị Thanh Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội lên trình bày báo cáo tóm tắt báo cáo kiểm điểm về công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024 và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ nhiệm kỳ 2024-2029. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các vị đại biểu về dự đại hội. Báo cáo toàn văn đã được ban tổ chức gửi tới các vị đại biểu. Sau đây tôi xin trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ nhiệm kỳ 2024-2029. Tiêu đề của báo cáo: phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, xây dựng thị trấn Bình Mỹ giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững. Nhiệm kỳ 2019-2024, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn, sự quan tâm hướng dẫn của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã phát huy cao độ vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu quê hương đất nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ nhiệm kỳ 2024-2029, góp phần xây dựng thị trấn Bình Mỹ văn minh giàu đẹp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ khóa 10 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc thị trấn nhiệm kỳ 2019-2024 và xác định mục tiêu, phương hướng chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024-2029 như sau. Phần thứ nhất, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ nhiệm kỳ 2019-2024. Một lớn về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những năm qua, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn Bình Mỹ luôn ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện tích cực, phong trào xây dựng đô thị văn minh được triển khai mạnh mẽ, các công trình phúc lợi trên địa bàn được kiến thiết xây dựng khang trang, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của mặt trận và các tổ chức thành viên được các tầng lớp nhân dân đồng thuận ủng hộ, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, tăng cường và mở rộng. Về các giai tầng và thành phần trong xã hội, việc tập hợp xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, tăng cường, số lượng đoàn viên hội viên ở các tổ chức thành viên ngày càng tăng về số lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Giai cấp công nhân trong toàn thị ngày càng phát triển, hiện có 5.926 công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp, nhà máy chiếm 32,4%, dân số tăng 6,2% so với đầu nhiệm kỳ. Hội nông dân 2.087 hội viên, tỷ lệ tập hợp nông dân và tổ chức hội đạt 39,32%, tăng 2,7% so với đầu nhiệm kỳ.
Đây chính là lực lượng quan trọng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tạo nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị, tham gia hiệu quả chương trình phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Với vai trò trách nhiệm của mình, 230 cán bộ, công chức, viên chức thị trấn luôn phát huy tài năng trí tuệ, sức sáng tạo là lực lượng đóng góp trong sự nghiệp đổi mới. Đoàn viên thanh niên chiếm 28% dân số với tỷ lệ tập hợp đoàn kết là 59,5%. Thanh niên trong thị trấn đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện, năng động, hăng hái tham gia công cuộc đổi mới, luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa. Công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe của nhân dân được quan tâm thực hiện. Trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp vận động xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài được 235 triệu đồng, tặng 30 xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, nguồn kinh phí vận động hỗ trợ 135 triệu đồng, xây dựng quỹ vì trẻ em được trên 115 triệu đồng, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành luật an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bảo vệ trẻ em, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phong trào đoàn kết sáng tạo được các đồng nghiệp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn phối hợp triển khai kịp thời rộng khắp trong các cơ quan đơn vị, cộng đồng dân cư và các tầng lớp nhân dân. Phối hợp thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã vận động ủng hộ đi đền ơn đáp nghĩa với số tiền 145 triệu đồng, tu sửa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ với số tiền trên 200 triệu đồng, xây mới 3 nhà, sửa chữa 2 nhà cho hộ chính sách, người có công. Phối hợp làm tốt công tác thăm hỏi động viên các gia đình thương binh liệt sĩ nhân dịp lễ Tết và tổ chức cầu siêu thắp nến tri ân. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn thực hiện nghiêm chế độ hội họp và nguyên tắc làm việc theo quy định. Ban công tác mặt trận ở các tổ dân phố thường xuyên được kiện toàn bổ sung, đảm bảo số lượng chất lượng theo quy định của Đảng và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam. Nguyên nhân kết quả đạt được được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự hướng dẫn kịp thời của ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, sự phối hợp hỗ trợ của hiệu quả của thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, sự thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Kính trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thanh Hà thay mặt đoàn chủ tịch đại hội lên thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và dự thảo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Lục khóa 28, trình đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện khóa 29 và báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn khóa 10, trình đại hội khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu về dự đại hội, được sự phân công của đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin trình bày dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Lục khóa 29 và đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029 như sau. Nguồn lớn: ý kiến tham gia vào văn kiện đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Lục nhiệm kỳ 2024-2029. Một nhỏ về bố cục của văn kiện. Có 9 ý kiến tham gia, các ý kiến đều thống nhất cao với chủ đề, nội dung và bố cục dự thảo văn kiện đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Lục lần thứ 29 nhiệm kỳ 2024-2029. Hai nhỏ về dự thảo chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024-2029. Các ý kiến cơ bản nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung và giải pháp mà chương trình hành động đề ra. Có 8 ý kiến tham gia nên đưa ra giải pháp cụ thể trong công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng và chính quyền giữ Mặt trận Tổ quốc. Kính thưa đại hội, trên đây là dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và dự thảo văn kiện đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Lục lần thứ 29 nhiệm kỳ 2024-2029 và văn kiện đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2024-2029. Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội. Để làm sáng tỏ nội dung của các bản báo cáo về đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới, sau đây đại hội chuyển sang phần thảo luận, đề nghị các vị đại biểu đăng ký các nội dung. Kính thưa đại hội, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
Minh do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã và đang có sức lan tỏa, thu hút rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia. Sau đây, đoàn chủ tịch trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Bá Đạt, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng ban Mặt trận Tổ dân phố An Đồng lên tham luận. Xin trân trọng kính mời. Thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội. Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ tổ chức đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Được ban tổ chức cho phép, tôi xin tham luận tại đại hội. Trước hết, cho phép tôi được kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội các vị đại biểu về dự đại hội sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, tôi xin bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với sự thảo luận báo cáo tổng kết công tác của nhiệm kỳ 2019-2024 và báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn được trình tại đại hội để minh chứng thêm cho những kết quả đã đạt được. Nếu trong báo cáo thay mặt cho ban công tác mặt trận tổ dân phố An Đồng, tôi xin tham luận với nội dung phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh. Như quý vị đại biểu đã biết, công tác tuyên truyền vận động nhân dân được gọi là công tác dân vận, phát huy sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ dân vận là vận động tất cả mọi người dân góp thành lực lượng toàn dân để thực hiện những công việc nên làm, những công việc của Đảng, của Nhà nước, của đoàn thể thao và bác quân dân này. Dễ trăm lần không dân chịu, có vạn lần dân liệu cũng xong. Đúng như lời Bác dạy, trong công tác dân vận, tập trung sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân và nhân dân làm chủ. Kính thưa các vị đại biểu, thực hiện nghị quyết của đại hội Đảng bộ thị trấn Bình Mỹ của nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết của đại hội Mặt trận lần thứ 10 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ, phối kết hợp hiệu quả của chính quyền của các chi hội đoàn thể. Những năm qua, ban công tác mặt trận tổ dân phố thực hiện vai trò, vị trí, trách nhiệm tổ chức thực hiện hoạt động, các thành viên trong ban công tác mặt trận tâm huyết nhiệt tình hưởng ứng thực hiện của hoạt động các phong trào quy mô yêu nước. Xin được trao đổi một số kết quả nổi bật tuyên truyền hoạt động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa của cư. Một, về phong trào phát triển kinh tế. Phong trào phát triển kinh tế tập trung vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn, bảo vệ môi trường và tổ dân phố của nhân dân sản xuất nông nghiệp. Diện tích canh tác là 280 mẫu với năng suất bình quân cả năm đạt 62,29 tạ trên hecta. Hàng năm theo chỉ đạo phòng nông nghiệp và các xã dịch vụ nông nghiệp phối hợp với mở rộng các hội nghị hướng dẫn kỹ thuật test chăm bón phòng trừ sâu bệnh cho lúa cho xã viên là 2-3 lần. Phong trào phát triển kinh tế thu được nhiều kết quả tích cực trong tổ dân phố. Hiện nay có những hộ đầu tư 2 máy, máy xay, máy sát, có 28 hộ kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ, có trên 2 tổ thợ xây, thợ sắt các ngành nghề khác với trên 60% lao động có việc làm thường xuyên trên địa phương, thu nhập bình quân ổn định, số hộ khẩu khá ngày càng tăng, hộ nghèo đến nay còn dưới 1%. Với các công trình phúc lợi trong tổ dân phố được xây dựng sang trang, môi trường cảnh quan khu dân cư để đảm bảo sáng xanh sạch đẹp. 2. Về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã góp phần nâng cao chất lượng
tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, cán bộ, nhân dân, tổ dân phố đã đoàn kết chung sức đồng lòng, nhiều hộ gia đình định đường tham gia ủng hộ về kinh phí làm đường giao thông, các công trình phúc lợi tổ dân phố biết lợi, tấm lòng chân tình của những người con xa quê đã quan tâm ủng hộ xây dựng nhà của nhà khách đình làng tác phẩm là 800 triệu đồng và những sửa chữa mái nhà thờ là trên 800 triệu đồng. Xây dựng thứ nhất sửa xung quanh khu vực nhà văn hóa là 60 triệu đồng, tu sửa đường ánh sáng, đá treo cờ với giá trị là 20 triệu đồng. Các công trình hiện nay đã đi vào hoạt động đáp ứng được nhu cầu hoạt động văn hóa với tinh thần đào tạo phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đô thị văn minh. Về công tác chăm lo giáo dục được quan tâm, không có trẻ em nào bỏ học trong công tác các khuyến học khuyến tài được triển khai thực hiện có hiệu quả, động viên các cháu có tinh thần trách nhiệm học tập. Các Tết Trung Thu hàng năm được tổ chức và các cháu thiếu niên đi đầu với kinh phí 30 triệu đồng trở lên. Với nguồn vận động của nhân dân và kêu gọi xã hội hóa, với các hoạt động để lớn đất nghĩa từ thiện nhân đạo các sự kiện tốt trong tham gia đóng góp để lớn đất nghĩa là 5 triệu đồng, quỹ bảo trợ trẻ em 3 triệu đồng và quỹ vì người nghèo là 4 triệu đồng. Về công tác vệ sinh môi trường, đã xây dựng cảnh quan sáng xanh sạch đẹp, được cấp ủy chi bộ ban công tác mặt trận đặc biệt quan tâm thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở trên loa đài truyền thanh và tổ dân phố trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong khu dân cư. Có được kết quả trên, đó là sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ, sự nỗ lực cố gắng của các thành viên, sự ủng hộ tích cực của đồng chí các đồng chí đảng viên trong chi bộ hưởng ứng đồng lòng của 545 hộ gia đình trong tổ dân phố. Trên đây là yếu tố quan trọng vô cùng thuận lợi cho hoạt động ban công tác mặt trận tổ dân phố trong năm qua. Để duy trì nâng cao hoạt động của ban công tác mặt trận tổ dân phố, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh của đại đoàn kết nhân dân, đã góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết của đại hội chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024-2029 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ đã chuẩn đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024, hướng đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại 4. Tại đại hội hôm nay, tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau. Một, tiếp tục quan tâm đối với ban công tác mặt trận đoàn thể, vì công tác cán bộ là không khen tốt có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hiệu quả hoạt động mặt trận các đoàn thể nhân dân. Hai là ban công tác mặt trận tổ dân phố cần nắm chắc rõ về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của ban, thực hiện tốt công tác phối hợp, thống nhất hành động giữa các thành viên ban, chủ động nắm chắc tình hình của nhân dân trong khu dân cư, kịp thời phát hiện, giải quyết những mâu thuẫn bức xúc trong nhân dân, đồng thời quyết phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Bốn, về công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, bất cứ nhiệm vụ chính trị nào đều có con người được giao nhiệm vụ, nó phải thực sự tận tụy, gương mẫu, có trách nhiệm với công việc, có trách nhiệm trước nhân dân, gần dân, hiểu dân, học dân thì mọi việc sẽ có kết quả tốt. Năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức kỹ năng cho cán bộ mặt trận làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời hiểu thương điển hình và dân nhân rộng các mô hình hay cách làm tốt tại địa phương. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa đại hội, trên đây là ý kiến tham luận của ban công tác mặt trận tổ dân phố Hà Nội. Trước khi dừng lời, một lần nữa xin kính chúc các vị đại biểu sang năm mới sức khỏe, hạnh phúc,
gia đình an khang thịnh vượng. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Phó trưởng ban Mặt trận Tổ dân phố An Lập. Và sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn Bình Mỹ, tham luận về công tác tập hợp đoàn kết phát triển đoàn viên hội viên, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên mặt trận tham gia xây dựng đảng chính quyền, xây dựng đô thị văn minh và vai trò giám sát phản biện xã hội của các ủy viên ủy ban mặt trận tổ quốc. Xin trân trọng kính mời bạn. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, được sự đồng ý của đoàn chủ tịch đại hội, rất vinh dự cho tôi được thay mặt tuổi trẻ lên tham luận. Lời đầu tiên cho tôi xin được gửi tiếp, xin phép gửi cùng các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại hội lời kính chúc sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Tôn giáo thành phần và các tầng lớp nhân dân
trong địa bàn thị trấn đã về dự đại hội. Chúc đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11 thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, qua theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, Ban Thường trực Đảng ủy nhận thấy 5 năm qua, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương là đơn vị sáp nhập, đơn vị hành chính, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, sự hướng dẫn của chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Bình Lục, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của thị, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên các mặt hoạt động, xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị quan trọng của chính quyền nhân dân, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có thể nói, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã chú trọng trong các tuyên truyền vận động, đồng thời phát huy vai trò tích cực của người tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong các tôn giáo để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, đã tập hợp đoàn kết các thành phần xã hội, tôn giáo và nhân dân phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 diễn ra rất là phức tạp. Để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các mặt trận đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện sâu rộng, khá toàn diện và có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã trở thành phong trào thi đua thường xuyên sôi nổi ở từng khu dân cư, từng hộ gia đình, xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu thể hiện sức vươn lên của các khu dân cư, của nhân dân trong thị để xây dựng đô thị văn minh. Cuộc vận động ngày vì người nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đã được Mặt trận tập trung khơi dậy, huy động được nhiều nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị. Với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, nhất là việc triển khai thực hiện có kết quả tháng cao điểm ngày vì người nghèo hàng năm, đã giúp cho hàng trăm hộ nghèo khám chữa bệnh, giúp cho họ về vốn vay, con giống để phát triển sản xuất, học sinh nghèo có điều kiện đến trường, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 21 hộ nghèo. Trong báo cáo thì các vị đại biểu cũng đã nghe là nhiệm kỳ vừa qua thì Mặt trận Tổ quốc cũng đã huy động các nguồn lực xã hội và đã xóa được 21 ngôi nhà không an toàn cho hộ nghèo trên địa bàn. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thị thì đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở thị trấn Bình Lý giảm còn 3,4%. Và hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới để phục vụ cho về đích xây dựng đô thị văn minh thì còn 0,79%. Đây là một cái tín hiệu rất là mừng và cái quyết tâm rất là cao của cả hệ thống chính trị, trong đó có Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng đã tích cực hoạt động nhân dân, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, đã vận động quyên góp hàng trăm triệu đồng, hàng chục tấn gạo và các loại hàng hóa khác, kịp thời giúp đỡ nhân dân các vùng thiệt hại do thiên tai hoạn nạn, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, người phải cách ly do dịch COVID-19 và giải quyết những khó khăn trước mắt trong cuộc sống cho các gia đình. Có thể nói các cuộc vận động, các phong trào thực hiện nhân đạo đầy tính nhân văn này có ý nghĩa rất quan trọng, vừa tạo ra nguồn lực vật chất, nguồn lực tinh thần, vừa góp phần vun đắp, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới. Vai trò của Mặt trận trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định, đã khơi dậy và phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị. Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng đã có nhiều cố gắng trong chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, tập hợp phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước, giúp cấp ủy chính quyền xử lý có hiệu quả những vấn đề đột xuất, những vướng mắc phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định rằng
Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã kế tục xứng đáng truyền thống cách mạng, vẻ vang của quê hương, không ngừng phấn đấu trưởng thành về nhiều mặt. Vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống xã hội. Mối quan hệ gắn bó giữa mặt trận với các tầng lớp nhân dân ngày càng được tăng cường. Thay mặt ban chấp hành đảng bộ, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả to lớn đã đạt được của Mặt trận Tổ quốc thị trấn, đồng thời biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban ngành đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đã tạo điều kiện cho mặt trận thực hiện thắng lợi nghị quyết chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ vừa qua. Kính thưa đại hội, những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua là rất quan trọng, đáng phấn khởi. Song với yêu cầu thực tiễn đòi hỏi thì việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mặt trận trong tình hình mới vẫn còn những tồn tại hạn chế. Tôi hoàn toàn nhất trí với những tồn tại đã được đánh giá trong báo cáo. Sau tôi xin nhấn mạnh thêm một số điểm mà chúng ta cần phải khắc phục để chúng ta lãnh đạo nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong nhiệm kỳ tới như sau. Một là các hoạt động của mặt trận và các tổ chức thành viên thì còn chưa đồng đều, chưa mạnh, chưa phát huy hết hiệu quả. Công tác tập hợp vận động quần chúng tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vẫn còn những mặt hạn chế. Năng lực của một số cán bộ làm công tác mặt trận thì còn chưa đáp ứng yêu cầu. Ở đây báo cáo vị đại biểu các ông bà trong đại hội là cái tồn tại trong báo cáo thì nêu rất rõ, và đây cũng là cái tình hình chung. Thì một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là chúng ta cần phải khắc phục, phát huy những mặt mạnh và khắc phục những điểm tồn tại để chúng ta tiếp tục lãnh đạo nhiệm vụ vai trò Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ mới, đặc biệt là nhiệm kỳ 2021-2029. Thứ hai là việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, đồng bào có đạo, tham gia phối hợp cùng chính quyền, tập trung giải quyết một số biết việc mới nảy sinh ở cơ sở thì còn hạn chế, như việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đấy thì báo cáo đi đại biểu là cái tồn tại thứ hai như vậy. Tại đại hội này, các đại biểu cần trao đổi, thảo luận, đánh giá những hạn chế tồn tại trong 5 năm qua, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục một cách có kết quả trong nhiệm kỳ mới. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, xuất phát từ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trên cơ sở chương trình hành động và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 của Mặt trận Tổ quốc thì đã trình đại hội hôm nay. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau để đại hội nghiên cứu thảo luận. Cái thứ nhất là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được quy định trong luật mặt trận gắn với tổ chức thực hiện có kết quả đề án số 01 ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2021-2025. Tập trung về cơ sở, địa bàn dân cư, phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của các tổ chức thành viên, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực cả trước mắt và lâu dài trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, đưa việc học tập và làm theo trở thành việc tự giác, thường xuyên, có nền nếp, thực hiện trong từng việc làm, từng hành động cụ thể hàng ngày trong giao tiếp ứng xử, xử lý các mối quan hệ trong công tác và cuộc sống. Thứ hai là tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở dân cư gắn với xây dựng đô thị văn minh. Đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của mặt trận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Tiếp tục triển khai cuộc vận động ngày vì người nghèo với mục đích tăng cường
hiệu quả thiết thực, phối hợp với đồng bộ với những giải pháp tốt để giảm nghèo bền vững, tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tham gia cuộc vận động ngày vì người nghèo, tháng cao điểm vì người nghèo, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng có sức lan tỏa rộng lớn, mở rộng các hình thức hỗ trợ hộ nghèo về sản xuất, về khám chữa bệnh, giúp đỡ học sinh nghèo về điều kiện học tập. Thứ ba, mặt trận tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ động tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với giữa đảng, chính quyền với nhân dân, tăng cường vai trò giám sát, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền về cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vấn đề mà nhân dân mong đợi. Thứ tư, mặt trận tổ quốc triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế giám sát và phản biện xã hội theo quyết định số 27, quyết định 218 ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, quy định về việc mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Quy định 124 của Ban Bí thư về giám sát của mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống người đứng đầu, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội là trách nhiệm của mặt trận và các đoàn thể đối với nhân dân, với đảng. Vì vậy, việc đưa công tác giám sát và phản biện xã hội vào cuộc sống trở thành nền nếp và đạt hiệu quả là việc cần duy trì thường xuyên, liên tục. Thứ năm, để đưa chương trình hành động vào cuộc sống, đòi hỏi quan trọng là mặt trận cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong tầng lớp nhân dân, phấn đấu để thực hiện khẩu hiệu công tác mặt trận là công tác của toàn xã hội, trong đó cán bộ chuyên trách là hạt nhân, là nòng cốt. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của mặt trận tổ quốc thị có yếu tố rất quan trọng là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tạo điều kiện của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các ngành, các cấp và đặc biệt là ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp. Từ đó, từ diễn đàn này, thay mặt đảng bộ, chính quyền, mặt trận và nhân dân thị trấn Bình Mỹ, tôi xin gửi đến đoàn chủ tịch, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho thường trực huyện ủy, các ban xây dựng đảng, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Lục lời cảm ơn chân thành, sâu sắc. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, trong nhiệm kỳ 2024-2029, mặt trận tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Thưa đại hội, theo chương trình làm việc, đảng còn một nhiệm vụ quan trọng là hiệp thương, dân chủ, cử ra ủy ban mặt trận tổ quốc thị nhiệm kỳ 2024-2029 và đoàn đại biểu đi dự đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Lục khóa 29 nhiệm kỳ 2024-2029. Các đại biểu đại hội cần quán triệt sâu sắc chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của các cấp, hướng dẫn của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp trên về công tác nhân sự, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp thương dân chủ, cử ra ủy ban mặt trận tổ quốc thị nhiệm kỳ mới, đảm bảo số lượng, thành phần, tiêu chuẩn cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực trình độ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Đại ủy ban mặt trận tổ quốc thị khóa mới thực sự là trung tâm đoàn kết, có đủ phẩm chất, năng lực, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ và chương trình phối hợp thống nhất hành động của mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029. Đoàn đại biểu đến dự đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Lục lần thứ 29 là những đại biểu thực sự tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân của thị, có năng lực vận động, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới nội dung, phương thức công tác, có khả năng tham gia đóng góp tích cực cho sự thành công của đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Lục lần thứ 29 nhiệm kỳ 2024-2029. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng rằng thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ chung
những chủ trương, giải pháp nêu trong báo cáo chính trị và chương trình hành động thông qua đại hội này, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ nhất định sẽ vươn lên làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Bình Mỹ anh hùng. Với niềm tin tưởng đó, một lần nữa tôi xin chúc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11 thành công tốt đẹp. Chúc các vị đại biểu và các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa đại hội, về dự với đại hội Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029, đồng chí đảng ủy có chuẩn bị một lẵng hoa tươi thắm để chúc mừng thành công của đại hội hôm nay. Xin mời đồng chí Phạm Văn Tuấn, đồng chí Hoàng Văn Võ, Phó Bí thư lên cục trưởng chuẩn bị tặng hoa cho đoàn chủ tịch. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu chúng tôi vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn, sự giúp đỡ hướng dẫn của Ủy ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện, với tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ lần thứ 10 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đại hội giao cho. Đến nay đã kết thúc nhiệm kỳ, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ có 10, nhiệm kỳ 2019-2024, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo kịp thời của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, sự phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ có hiệu quả của Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, cùng với sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, các ban ngành đoàn thể, các hợp tác xã, dịch vụ công nghiệp, các cấp ủy chi bộ, tổ trưởng tổ phó tổ dân phố và các ban công tác mặt trận, các cá nhân tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân. Một lần nữa, thay mặt cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ có 10, xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu. Bà Đặng Thị Thanh Hiền lên báo cáo kết quả hiệp thương cử ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các chức danh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội. Tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029, dự chỉ đạo phiên họp có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng của huyện, thường trực đảng ủy thị trấn cùng 39 ông bà đã được đại hội hiệp thương suy cử tham gia vào ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Phiên họp đã hiệp thương thống nhất cử các chức danh lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn khóa 11 gồm: một, bà Đặng Thị Thanh Hiền được bầu tái cử giữ chức chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn khóa 11. Hai, ông Nguyễn Thanh Hà được bầu tái cử giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn khóa 11. Ba, bà Đào Thị Nguyệt được bầu tái cử là ủy viên ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn khóa 11. Sau đây xin trân trọng kính mời 39 ông bà đã được hiệp thương tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029 lên ra mắt trước đại hội. Xin trân trọng kính mời các ông các bà lên tiến lên sân khấu. Các vị đại biểu, chúng tôi nhận thức rằng đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm to lớn. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, tôi xin hứa với các vị đại biểu khách, các vị đại biểu về dự đại hội và nhân dân trong toàn thể sẽ gần rất một lòng kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, những ban ngành đoàn thể, sự động viên cổ vũ của các tầng lớp nhân dân trong toàn thể, tạo động lực cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, xin trân trọng kính mời các vị lãnh đạo, các ban xây dựng đảng ủy, các vị lãnh đạo thường vụ thường trực của đảng ủy thị trấn Bình Mỹ lên phía trên sân khấu để chụp hình lưu niệm cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ nhiệm kỳ 2024-2029. Xin trân trọng kính mời các vị. Nhiệm kỳ 2024-2029
cảm ơn các vị đại biểu. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu dự đại hội. Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà đoàn chủ tịch thay mặt đoàn thư ký đại hội lên trình bày thảo nghị quyết đại hội. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, thay mặt đoàn thư ký đại hội, tôi xin trình bày dự thảo nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Định lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Căn cứ điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, căn cứ kế hoạch số 139 ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam, chỉ thị số 20 ngày 7 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục, kế hoạch hướng dẫn số 12 ngày 1 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Lục về hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Căn cứ nghị quyết 81/2023 của Đảng ủy thị trấn Bình Lý, kế hoạch số 15 ngày 3 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Định, đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Định lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 được tổ chức một ngày vào ngày 16 tháng 1 năm 2024 tại hội trường nhà văn hóa thị trấn Bình Định. Đại biểu chính thức được triệu tập 100 đại biểu, đại biểu có mặt 99 đại biểu, đại biểu vắng mặt 1 đại biểu. Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm dân chủ, đại hội đã được nghe đoàn chủ tịch đại hội trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024-2029 với các ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo định hướng của các đồng chí lãnh đạo. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Lý lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 quyết nghị: 1. Nhất trí thông qua báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Lý lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, xây dựng thị trấn Bình Mỹ giàu đẹp văn minh phát triển bền vững. Thống nhất đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ lần thứ 10, phương hướng mục tiêu đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029, thống nhất 6 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ nhiệm kỳ 2024-2029 gồm: chương trình 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh với đại đoàn kết toàn dân tộc. Chương trình 2. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng đảng, nhà nước. Chương trình 3. Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Chương trình 4. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Chương trình 5. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Chương trình 6. Xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, ấm no, hạnh phúc. 2. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và dự thảo báo cáo chính trị đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Lục lần thứ 29, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. 3. Thông qua báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Định lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024. 4. Công nhận kết quả hiệp thương cử 39 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Định lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 và hiệp thương cử 5 đại biểu tiêu biểu dự đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Định lần thứ 29, nhiệm kỳ 2024-2029. 5. Đại hội giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Định lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo lãnh đạo cho trên các đại biểu dự đại hội để hoàn chỉnh các văn kiện của đại hội. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ nhân dân trong toàn thị trấn phát huy truyền thống cách mạng với tinh thần đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công.
gia súc thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11 đề ra, xây dựng thị trấn Bình Mỹ ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững. Kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi vừa trình bày dự thảo nghị quyết đại hội đại biểu Mặt trận Việt Nam thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11 nhiệm kỳ 2024-2029. Xin ý kiến toàn chủ tịch đại hội. Cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của thị trấn Bình Mỹ khóa 11 nhiệm kỳ 2024-2029 cử đoàn đại biểu dự đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Lục lần thứ 29. Thành công của đại hội là tinh thần trách nhiệm của mỗi ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo của thượng nghị tin tưởng và phấn khởi. Tôi tuyên bố bế mạc đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Bình Mỹ khóa 11 nhiệm kỳ 2024-2029. Trước thềm sân mới sân Giáp Thìn 2024, xin kính chúc các đồng chí và các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng, đoàn kết đoàn kết đoàn kết.